Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 162 Cho dạ la sát tấn công Johnson nhưng bị Johnson bắt được vì sai lầm bị đốt cháy dữ dội bằng ánh sáng mạnh, dạ la sát có thuộc tính hắc ám, ma pháp quang hệ sẽ tạo cho nó tổn thương gấp đôi, đã nhìn thấy bộ lông đen bóng của dạ la sát bị đốt cho đến bỏng, mặc dù là sinh vật nhỏ kiên cường nhưng cũng không thể chịu được, Giang Dục vội vàng đem dạ la sát vào không gian khế ước, trên mặt tức giận cùng đau lòng. Chúng ta đã cẩn thận lắm rồi, kết quả vẫn bị hắn nắm chỗ hở. Ngả Giang Đồ đứng nhìn Giang Dục đang đỡ dạ la sát trọng thương trên tay mà nói, bọn họ đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị Jon Sơn phản công bằng lôi đỉnh. Người này bình tĩnh đến đáng sợ, đã bị ngả giang đổ nhốt nhanh đến mức chưa kịp thở, vậy mà lại bố trí bẫy trở dạ la sát. Giang dục đã không còn 2 triệu hoán thú, sức chiến đấu cũng coi như mất một nửa, cũng may còn ma pháp triệu hoán hệ cao dai, thêm hai hệ ma pháp nữa thì vẫn có thể phối hợp cùng ngả giang đồ đánh rôn sơn. Hắn ta đang dùng độn ảnh để trốn, giang dục vội nói khi thấy một bóng mờ của rôn sơn đang biến mất, dùng cảm giác để lần theo dấu. Dĩ nhiên là ngả giang đồ sẽ không để rôn sơn trốn thoát, thấy rôn sơn bỏ chạy được 7-80 mét lập tức dùng dịch chuyển tức thời, đuổi theo ngay sau Johnson. Ngươi thua rồi, vừa nói ngả răng đồ vừa rũi bàn tay ra, quỷ hình nguyên rùa đánh về phía hư ảnh của Johnson. Một quỷ hình lớn tràn ngập quỷ khí xuất hiện ở phía sau hư ảnh của Johnson, tay cầm Johnson để rút linh hồn ra. Một khi bị quỷ hình tóm được thì chưa cần tới tra tấn linh hồn, thì cũng sẽ bị loại. Dù sao thì uy lực của quỷ hình nguyên rùa thật đáng sợ, sẽ tạo ra vết thương khó mà khép lại được đối với linh hồn của các ma pháp sư. Thế thì chưa chắc. Johnson quay mặt lại vẻ mặt đắc ý nói lúc này thì hư ảnh của johnson biến thành một làn khói đen từ từ tan biến trong không khí rất bí hiểm ngả giang đổ thấy cảnh này lập tức kêu lên không tốt ngả giang đổ quay đầu lại thì thấy phía sau chỗ giang dục đang đứng một mình xuất hiện một bóng đen không bình thường một hình dáng người sau đó xuất hiện rõ ràng vội vàng hét lớn giang dục cẩn thận trên tay johnson đang cầm một lưỡi kiếm hắc ám nhẹ nhàng đặt trên cổ của giang dục cứ một cách nhẹ nhàng đằng sau cổ giang dục xuất hiện một vết thương mờ hai vị đem hắn ra ngoài johnson từ từ nói với hai vị trợ lý trọng tài hắn không làm một động tác dư thừa nào thân thể lại hóa thành một cái bóng đen nhanh chóng biến mất trên chiến trường mà âm thanh vẫn còn vang lên kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người bao gồm cả hai vị trợ lý trọng tài hai người cũng nhanh chóng dìu giang dục ra khỏi sân đấu giang dục đội trung quốc bị loại ngả giang đồ buồn thủi nhìn đồng đội mình phải ra khỏi sân ngả giang đồ vừa mới sử dụng dịch chuyển tức thời muốn sử dụng lần nữa thì phải đợi một lúc ngả giang đồ không thấy rôn sơn đâu tự trách mình chủ quan để giang dục bị loại trong lòng dâng lên một cảm xúc bất an quả nhiên johnson không che giấu mà đến thẳng trước mặt của tiểu viêm cơ johnson không tấn công tiểu viêm cơ mà thi triển ra ti dạ thống trị một mảng khu vực lớn chìm trong tối đen tiểu viêm cơ vừa định lấy hỏa diễm của bản thân để áp chế lực hắc ám thì bị cây lao dài hắc ám đâm chúng cây lao hắc ám ghim chặt thân thể tiểu viêm cơ càng cầm cố tinh thần lực làm tiểu viêm cơ không phóng ra được ma pháp nào khống chế được tiểu viêm cơ thụy địch đã có thể thoải mái oanh tạc bây giờ tất cả mọi người đều không có ma cụ phòng ngự chỉ cần thụy địch phóng ra lửa địa ngục thì sẽ thay đổi được tình thế. Z đi, dựa cả vào ngươi, ánh mắt rôn sơn nhìn thụy địch một cách nghiêm túc, nói. Xem ta đây, Z đi nói lớn, đem phần nhục nhã trước đó thành hỏa diễm phẫn nộ. Địa ngục hỏa, lửa màu xanh lá đang bốc lên từ người thụy địch, cảnh này cộng thêm xung quanh tối thui làm thụy địch càng thêm âm lãnh, đáng sợ. Bên trên không xuất hiện một viên hỏa thạch nhìn thấy mà giật mình, viên hỏa thạch màu xanh lá này mới đầu nhìn qua còn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng càng đến gần thì càng to lớn, cảm giác như thứ này sẽ gây ra một vụ chấn động lớn ở thành phố này. Tại vị trí của Trung Quốc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi, trong đầu hiện ra cảnh tượng thê thảm của các tuyển thủ của đội tuyển Trung Quốc. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm rồi, Phong Ly trên khán đài rất lo lắng mà nói. Phạm vi của lửa địa ngục này rất lớn, ngay cả ma pháp sư chỉ rũ hệ Nam Vinh nghe cũng khó mà thoát được. Mà Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đang đứng ở trung tâm, ý đồ của Thụy Địch rất rõ ràng, chính là đánh cả hai người họ, thời điểm trước đó mặc phàm bị vây đánh thì đã xài hết khải ma cụ giờ phút này có thi triển độn ảnh thì cũng khó mà thoát khỏi lửa địa ngục có phạm vi tấn công lớn như này nếu học được dịch chuyển tức thời thì có thể thoát khỏi cho thụy địch một đòn phản công nhưng mà mặc phàm chưa học được kỹ năng này càng tệ hơn chính là tiểu viêm cơ bị đối phương giữ chân lại nếu phụ thể được thì sẽ gia tăng tính kháng hòa không kém gì kháng lôi là bao nhiêu dù bị đánh chúng cũng chỉ thương nhẹ mà thôi lửa địa ngục lần này còn mạnh hơn so với lần trước nhất định là thụy địch đã dồn hết tất cả kèm theo cả ma khí triệu mãn duyên cùng mạc phàm không có ma cụ phòng ngự nên không có cách nào chống đỡ lão triệu lão triệu nhanh rút lui để tôi đánh tan địa ngục hỏa mạc phàm nói hắn đã tích lũy được một năng lượng lớn có thể tùy ý hóa thành một tia chớp cuồng bạo phóng thẳng lên trời bất cứ lúc nào đây là cách bạo lực nhất của mạc phàm bản thân không có phòng ngự đã không thể tránh né còn không bằng dùng bạo lực đánh nát kỹ năng của đối phương sau đó có bị thương như thế nào thì cũng sẽ so là kỹ năng đối phương mạnh hơn có triệu mãn duyên ở đây, sao có thể để cậu chống đỡ một mình được? triệu mãn duyên đáp lại, tỏ rõ không có ý định bỏ trốn. ánh mắt hung hăng nhìn hòa thạch màu xanh đang lao xuống. cậu cũng hết ma cụ rồi, chống lại được không? mạc phàm nghiêm túc hỏi lại. hừ, nếu như để ngọn lửa kia rơi vào người cậu, tôi không phải họ triệu nữa. triệu mãn duyên vẫn rất quyết tâm, đáp lại rất uy tín. nghe vậy trên mặt mạc phàm thể hiện đầy sự lo lắng. đừng phí lời nữa, đợi sau khi tôi từ trong bệnh viện tỉnh ra, nhất định phải nghe thấy, cậu đã nổ tung cả đội đức rồi đấy. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm mà nói, hy vọng của hắn cũng đặt hết vào Mạc Phàm. Sau khi nói xong câu này thì sau lưng Triệu Mãn Duyên hiện ra đôi cánh màu vàng, vỗ cánh lên, Triệu Mãn Duyên bay lên không trung, thân thể có một lớp bảo hộ màu vàng, lấy hào khí ngất trời đối đầu với Thiên Diễm Lễ tăng Địa Ngục Hỏa Thạch. Mạc Phàm sững sờ, không tin đây là Triệu Mãn Duyên mà mình biết, Triệu Mãn Duyên là một đứa tham sống sợ chết, như loại này lấy đại cục để hy sinh thì sẽ đừng mơ mà làm. Cho dù đây là tranh tài, cho dù có trợ lý trọng tài cứu nhưng nếu mà ma pháp đối phương mạnh hơn phòng ngự của bản thân, thì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lão Triệu, nhìn thân ảnh Triệu Mãn Duyên vẫn kiên định lao vào lửa địa ngục, làm Mạc Phàm dâng trào cảm động. "Để ta xem thử ngươi có thể xuyên thấu mấy tầng." Triệu Mãn Duyên nói lớn, hắn lên cao tầm 7-80m, đối mặt với lửa địa ngục màu xanh này, ngọn lửa phun trào ra còn muốn lớn hơn cả hắn ta. Triệu Mãn Duyên nhìn cái lửa địa ngục màu xanh này là một sự sỉ nhục với mình, thật vất vả mới tìm ra được con đường ma pháp mà mình theo đuổi, và cảm thấy mình tồn tại trong mắt người khác, cái tên này dựa vào tài năng thiên phú gì mà có thể hơn với những gì mà mình vất vả học được. Thủy ngự, nhất địa tuần hoàn, thủy hoa thiên mạc, nham thiết cơ phụ, quan lạc man trượng, quan hữu nhất thánh thuẫn. Một tầng rồi lại thêm một tầng, triệu mãn duyên thời khắc này sử dụng hết những kỹ năng phòng ngự của mình. Các màu sắc của những trạng thái khác nhau tạo thành bảy sắc cầu vòng, còn chiếc nhẫn tăng thêm 20% sức mạnh của thủy hệ và quang hệ. Cuối cùng triệu mãn duyên đung đôi cánh màu vàng bị gãy che lại hóa thành một viên đạn vàng, dùng quán tính va chạm với lửa địa ngục màu xanh. Lúc sắp va chạm với khối nham thạch lửa kia, sức nóng khiến Triệu Mãn Duyên như muốn bốc cháy, cũng may là nham thiết cơ phu không để Triệu Mãn Duyên bị nướng khét. Đồ đằng ấn ký, Triệu Mãn Duyên lấy ra thêm món ma cụ cuối cùng của mình, đồ đằng ấn ký lại gia tăng thêm khả năng vững chắc của những kỹ năng trên người hắn. Nhất định ta sẽ nghiền nát ngươi, Triệu Mãn Duyên cắn răng, vẫn lao vào, sự dũng cảm, sự quyết đoán khiến ai đang xem cũng phải kinh ngạc. Oanh, lửa địa ngục nổ trên độ cao 50 mét, tàn lửa bay xuống như là pháo hoa, sóng xung kích bắn ra. Bên trong đấu trường dung chuyển một hồi, một người bao quanh toàn là lửa rơi xuống, lăn đến kết giới, đó là Triệu Mãn Duyên. Hắn đã ngăn chặn được nham thạch lửa của đi, thành công bảo vệ cho Mạc Phàm, nhưng hắn đã bị lửa địa ngục làm cho sống dở chết dở, toàn thân bị cháy rụi, nằm lặng trên đất. Đội Trung Quốc Triệu Mãn Duyên loại Nói trà trộn đội ngũ quốc phủ là để gieo hạt cho toàn thế giới, để các cô gái cảm nhận được sự lịch thiệp của đàn ông phương Đông nhưng lại coi trận đấu này như một trận đấu phải thắng, không phải liên quan đến tôn nghiêm danh dự của một người đàn ông. Không biết có phải trải qua quá trình lịch luyện gian khổ đã làm Triệu Mãn Duyên thay đổi, hay là những lời của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đã khơi dậy dòng máu nhiệt huyết của Triệu Mãn Duyên nữa. Thấy người anh em của mình bị như vậy để bảo vệ mình, sự cuồng nộ trong Mạc Phàm đã lên đến đỉnh điểm, hắn nắm chặt bàn tay của mình sấm sét cùng lửa bùng mạnh tỏ ra cực kỳ tức giận. "Lão Triệu, tôi sẽ báo thù cho cậu." Mạc Phàm hô lớn, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê Viu. triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia